này hỏi đó. Đối với kinh sách, hình ảnh, lịch hoặc tượng Phật đã cũ thì mình làm gì để hủy mà không mang tội bất kính? Người Phật tử Nam Tông có thờ tổ tiên, thờ ông Địa, thần tài, ông Táo được không? Do con đọc theo quy y Phật rồi thì không quy y thiên thần quỷ vật. Thưa quý vị đó, đối với kinh kinh sách, hình ảnh, tượng, lịch, tượng Phật đã cũ đó thì sư đề nghị là chúng ta nên đem thiêu, đem đốt, đốt với ở ở một cái nơi mà trong sạch, ở một cái nơi sạch sẽ thì cái việc đó nó không có mang lại cái, không mang tội đâu quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà Đức Thế Tôn Niết Bàn đó, chư tăng vẫn phải đem thiêu ngài vậy, chứ đâu thể nào nói chư thánh tăng nữa nha, chư thánh tăng cũng đâu thể nào nói là do quá kính Đức Phật cho nên là cái nhục thân của Đức Phật là không có nên thiêu, không có nên hủy hoại như vậy thì nó sẽ mang tội, thì chư thánh tăng không có làm như thế. Chư tăng đấy, các vị thánh đấy, các ngài vẫn đem thiêu Đức Thế Tôn, nhưng mà cái gỗ mà đem thiêu đó là cái gỗ xịn, và cái việc mà khâm liệm Đức Thế Tôn đó cũng là khâm liệm với cái gọi là cái phong cách của một cái vị chuyển luân thánh vương. Bằng cách gì? Bằng cách là quấn quanh bằng cái vải trắng suốt mấy lớp như vậy. Thì cũng như vậy đó, bằng cái trong kinh tạng nói như thế, thì bây giờ đối với các cái kinh sách, hình ảnh, lịch tượng Phật đã cũ như vậy, chúng ta muốn thiêu hủy thì quý vị có thể đem thiêu ha, đem thiêu đốt, nhưng mà nên lựa chọn một cái nơi sạch sẽ, chứ không có nên là đốt ở một cái nơi dơ bẩn thì không có nên đấy.